Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta tìm hiểu tuần số 10, phép nhân số thập phân và phép chia số thập phân. Phiếu bài tập cuối tuần, môn toán lớp 5, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách ra, trang số 19 nào. Mình cùng đến cái bài số 1 này. Cái yêu cầu là cái gì? Đặt tính để chúng ta tính. Như vậy thì những cái bài này mình có thể dừng cái video lại, chúng ta tự thực hiện các cái phép tính để mình tính nhé. Riêng về nhân á, thì chúng ta không cần phải đặt theo hàng lối nhiều. Đúng nào? Ok. Như vậy đây nó sẽ có mấy tích nhỉ? 3 cái tích đấy nhỉ. Rồi, 4 x 3 bằng bao nhiêu? 12, viết 2 nhớ 1. 4 x 4 16. Thêm 1, 17, viết 7 nhớ 1. 4 x 1 là 4, chúng mình thêm 1 sẽ là 5. Ok, xong cái tích thứ nhất. Tích thứ hai nào. 5, 3, 15. Viết 5 nhớ 1. 5 x 4, 20, thêm 1, 21. Viết 1 nhớ 2. 5 x 1 là 5, thêm 2 là 7 nhá. Rồi như vậy cái tích thứ ba thì sẽ là mấy? 3 con số 0 đúng không? Đấy, 3 con số 0 ở đây thôi. Rồi, vậy thì mình chỉ việc cộng 3 cái tích này vào. Thế là có kết quả ngay. Rồi, 2 này. Không cộng anh nào, chúng ta hạ 2. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 5 thêm 1 thì là 6. 6 cộng 1 là 7. 7 cộng 0 bằng 7. Và nhớ đằng trước phải có một số 0 nhá. Đừng quên cái số 0 đằng trước, rất là lợi hại nha các em. Rồi mình đếm phần thập phân, đây có mấy chữ số? 3 chữ số. Các em đếm này. 1 2 3 0 7 7 2 2. Ok. Tương tự 0,98 nhân cho 0,15. Được chưa? Đấy, các em cũng đặt ra để chúng ta tính thôi. Nhanh ơi là nhanh thôi mà. Rồi, tích thứ nhất nào. 8 x 5 40, viết 0 nhớ 4. 9 x 5 45, 45 thêm 4 là 50, viết 0 nhớ 5. 5 x 0 là 0, thêm 5 vẫn là gì? Là 5. Rồi, xong cái tích thứ nhất. Tích thứ hai, à đây sẽ là gì? 098. Được chưa? Nhanh ơi là nhanh nhá. Rồi tích thứ ba, à tích thứ ba mình sẽ là ba con số, ba con số 0. Đừng bỏ nha, đừng bỏ nha các em. Nếu em nào mà bỏ cái tích thứ ba thì khi chúng ta có kết quả xong thì nhớ thêm con số 0 ở đằng trước nữa. Đấy, cái bước đó nếu các em bỏ nhá. 8 hạ 8, 9 5 14, viết 4 nhớ 1. Được chưa? 0 thêm 1 là 1. Đấy, và đằng trước vẫn có một con số 0. Mấy chữ số thập phân? 4 chữ số thập phân. Đấy, như vậy kết quả của chúng ta sẽ là gì? 0,1480. Ok. Rồi, chỗ này mình kiểm tra lại này kìa. Chỗ này hình như bạn nhỏ trong lớp bạn nhắc này này. Chỗ này không phải 50 nhá. 5840 không nhớ 4 này, 9545. 45 mà thêm 4 sao là bằng 50 được, đúng không? Chết luôn rồi, bằng 49 thôi. Rồi, như vậy thì ở đây 9 cộng 8 sẽ là bao nhiêu? 17, viết 7 nhớ 1 ở đây thôi. Được chưa? Được chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ là 0,14770. Ok. Đấy, đây mới là kết quả chuẩn xác nhá. Rồi sang phép tính chia đi. Viết xa xa ra đây đi. 80,24 này, chúng mình chia nó cho 3, 34. Ok. Chia thì chúng ta thực hiện bình thường thôi. Đây là chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Thương tìm được sẽ lại là một số thập phân. Đúng không?
Chính xác không nhỉ? Rồi mình sẽ lấy 80 chia cho 34 á, thì đây chỉ được mấy thôi, hai lần thôi đúng không? 2 nhân 4 bằng 8 này, kem nhầm luôn này. 2 nhân 4 bằng 8, vậy thì đây 10 trừ đi 8 sẽ được là 2. Rồi, 3 nhân 2 là 6. 8 trừ đi 6 thì bằng mấy? Bằng 2. Đấy, như vậy đây mình sẽ dư là 22. Để hạ cái số 2 đây á thì bên thương này kem phải đánh dấu phải. Được chưa? Vậy ta sẽ hạ số 2 đây được 222. 222 chia cho 34 thì mình sẽ được khoảng 3 lần đúng không? 3 nhân 4 12. Viết 2 nhớ 1 đúng không? Vậy thì 2 trừ đi 2 bằng 0 này. Đấy thì thằng này sẽ là thêm 1 này. Đúng không? 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 là 10. Đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái ông này này sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 102. Đúng không? 3 4 12 viết 2 nhớ 1 này. 33 là 9 thêm 1 là 10. Đấy, vậy thì kem nhẩm này 2 trừ đi 2 thì có phải là bằng 0 không? Đúng chưa? 22 trừ đi 10 á thì có phải là mình sẽ còn bao nhiêu? 22, 22 trừ đi 10 thì có phải mình sẽ còn đây là 12 không? Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy, như vậy ở đây ở đâu? Cái gì thế? 222 mà 80 đúng rồi, 3 4 12. Rồi để thầy trừ luôn đây đi. 3 4 12 viết 2 nhớ 1, 33 là 9 thêm 1 là 10. Rồi chúng mình trừ đi cho nhanh nhá. 2 trừ 2 thì bằng 0. 2 trừ 0 bằng 2. 2 trừ 1 bằng 1. Ủa? Như vậy nó còn tới bao nhiêu? 122. Lớn hơn cái anh này đâu có được. Đúng không? Đúng không? Không được nha. Xử lý xem nào. 3 4 12. Ủa vậy thì anh này chỉ còn là 12 thôi. Nãy mình mượn 1. Đúng rồi, anh này là chỉ có là 12 thôi nhá. Đấy. Vậy thì đây mới còn là bao nhiêu? 20. Ok. Thảo nào ở đâu ra mà sao mà số dư nó lại ra tới 100 mấy. Nãy mình mượn là số 8 kia, số 0 thì mình không trả sang đây, đúng không? Đúng chưa? 24 là 8 này, 23 là 6 này. Rồi, như vậy tiếp tục chúng ta hạ con số 4 xuống. 204 mà chia cho 34 á, thì được 6. 64 24 4 nhân 2, 63 18, 18 thêm 2 là 20. Vừa đẹp nhá. Đấy, như vậy đó là một phép chia hết. Phép chia tiếp theo 20,303 chia cho 7,9 này. Đấy, cái này mình phải xử lý dấu. Dấu phải của anh nào? Của anh số chia này. Đấy, các em xử lý dấu phải cho thầy. Như vậy ở đây á, mình thấy này, số gì đây? Số chia có một dấu phẩy thì mình sẽ làm gì? À, loại bỏ nó đi. Loại bỏ cái dấu này đi, đúng không? Vậy thì anh này chúng ta cũng sẽ loại bỏ đi. Nhưng mà mình sẽ là gì? Dịch chuyển cái anh này một chữ số nhá. Rồi để thầy dịch chuyển cái anh này lên đây. Đó, như vậy đây ta sẽ được là bao nhiêu? 203,03 chia cho 79. Được chưa?
Đấy, 203,03 chúng mình chia cho 7, 79. Ok, 203 chia cho 7 á thì chỉ được mấy lần thôi? 2 lần. Và các em ghi ra đây chúng ta trừ này. 29, 18, 18 nhân 1 này, 7, 2, 14 thêm 1, 15. Đấy, mình cứ trừ đây xong mình xóa đi. 13 trừ đi 8 thì bằng 5. 19 trừ 15 thì bằng mấy? 4. Được chưa? Như vậy anh này còn dư bao nhiêu? 45. Rồi, để hạ cái số 0 này xuống này thì phần thương các em phải đánh dấu, dấu phẩy. Được chưa? 450 chia cho 79 á thì được mấy lần? 5 lần. 5945 viết 5 như 4. 7535. 35 mà thêm 4 sẽ là 3. 39 nhá. Rồi chúng mình trừ cái này đi. Đấy. 10 trừ 5 bằng 5. 44 trừ đi 39. Đúng không? Tức là gì? 14 trừ đi 9 thì bằng mấy? 5. Được chưa? 4 trả 1 còn 3. Vậy thì 3 trừ 3 bằng 0. Như vậy ở đây ta sẽ còn bao nhiêu? 55 nhá. Ok chưa? Tiếp tục hạ số 3 xuống. Như vậy 553 chia cho 79 á, thì được 7 lần. 7963 viết 3 như 6, 7749, 49 thêm 6 là 5, 55. Ok. Hoàn thành nhá. Đấy, hơn 10 phút. Có cái bài chia rất là lâu la nha các em. Rồi sang bài 2 đi, tính bằng cách thuận tiện nhất. Cách thuận tiện tức là gì? Mình sẽ đưa nó về tròn, tròn trục. Vậy đây ta thấy 5 với này 0,2 này, các em đưa nó vào một một cái chuồng, đúng không? Đấy, những bài toán này chúng ta làm khá là nhuần nhuyễn ở bên nào? Bên sách giáo khoa rồi, cũng như là vở bài tập rồi, đúng không? 5 mà nhân với 0,2 thì có phải đây là sẽ bằng 1 không? Được chưa? 1 nhân cho 8,27. Số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính nó thôi. Ok. Rồi câu B nhá. Như vậy các em sẽ thấy ở đây 9,125 nhân cho hai cái anh này này, chúng mình đưa vào một rọ. Đấy, vì sao vậy? Vì á 1,25 á, các em nhân cho 8 á thì chúng ta sẽ được cái anh này bằng 10 đấy các em ạ. Đấy, anh này sẽ bằng 10 nhá. Rồi 9,125 các em nhân cho 10. Nhân với 10 thì dịch chuyển dấu phẩy đi đâu? Dịch chuyển dấu phẩy đi đâu nhỉ? À, dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay phải một chữ số, 91,25. Rồi tương tự nào. Như vậy ở đây ta sẽ nhóm 40 với 2,5 vào một nhóm. Được chưa? Đấy, 40 với 2,5 mình nhân nó vào một nhóm. Như vậy hai thằng này nhân nhau sẽ được là bao nhiêu? 100. 100 mà nhân cho 23,6 thì sẽ là dịch chuyển dấu phẩy sang bên tay phải mấy chữ số? 2 chữ số. À, vậy sẽ là 2360. Được chưa? Rồi tương tự nè, anh này á, thì chúng ta sẽ là có hai nhóm này. Nhóm thứ nhất là 0,5 nhân cho 2. Được chưa? Rồi được bao nhiêu mình lại nhóm vào cái anh thứ hai đây, 1,25. Các em nhân cho mấy? Nhân cho 8. Đấy. Như vậy cái này đã có ở trên chưa? 1,25 nhân 8 có rồi nè. Đúng không? 0,5 mà gấp lên 2 lần thì có phải nó bằng 1 không? 1 mà chúng mình nhân này, 1,25 nhân 8 tức là gì?
12,5 nhân 8 mình có rồi nè. Đúng không? Vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 1.000. 1.000 nhá. 1.000 mà nhân với 1 thì vẫn là 1. 1.000. Ok. Xong chưa? Đấy, nhớ là gì? Khi mà tính thuận tiện thì chúng ta phải đưa nó về số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn. Nối mỗi phép tính với kết quả của nó. Rồi, vậy thì giải nhiệm vụ chúng mình nháp 15,31. Các em nhân cho mấy? Nhân lên cho 2 lần. Thằng này sẽ được kết quả là bao nhiêu? Chúng ta sẽ làm kết quả trước nhé. 30,62. Rồi, anh này chia này. 1026 chúng ta chia cho 30. Anh này sẽ được là 34 phải mấy? Phải 2. Tí nữa mình sẽ nối sau nhá. Rồi. 24,16 nhân cho 1,5 thì mình sẽ được là 36,24. Rồi, phép này là phép gì? Phép chia. 359,73. Các em chia cho 1,05. Như vậy mình sẽ được 342,6. Ok chưa? Đấy, như vậy về cái thằng này mình sẽ nối này. 30,62. Rồi nối cho nó xa ra tí để chúng ta nhìn cho rõ này. 34,2. Đây 34,2 có. 36,24. Đây 36,24. 342,6. Đây 342,6. Rồi. Tương tự như vậy mình sẽ thực hiện phép tính ở dưới này đi. 115,968 chia cho 3,2. Đấy, các em sẽ được đây là 36,42. Rồi anh này nào, 171 chúng ta nhân lên cho 0,2 sẽ là 34 phải mấy? Phải 2. Rồi, thực hiện anh này phép tính chia. 428,68 chia cho 14 á, thì mình sẽ được là 30,62. Đấy, vậy thì chắc chắn cái thằng này sẽ là bao nhiêu? Còn lại thôi là 342 phải mấy? Phải 6 thôi. Đúng không? Hết rồi. Như vậy thì nối vào 36,42 đây, 36. Quá. 36,24 chứ sao 42. Cái này 36,24 nè, đúng rồi. 42, chắc thầy viết nhầm đó. Rồi, 34,2 đâu? Đây, 34,2. 30,62. Đây. Rồi, 342,6. Đây, 342,6. Xong nha. Sang bài 4. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng. Cho biết này, cái anh này chia cho anh này thì bằng này. Không thực hiện tính, hãy cho kết quả đúng. Như vậy thì chúng ta chỉ cần nhớ là gì? Nhớ thôi. 13,104 mà chia cho 56 á, thì mình nhìn cái phần thập phân này này kìa. Nhìn cái phần thập phân này này. Anh này có mấy chữ số? 2 chữ số. Đúng không? Anh này có 2 chữ số này. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? Dịch chuyển đi. 1, 2, 3. 3 chữ số thập phân thì ở đây chỉ có mỗi câu A này là có 3 chữ số thập phân thôi. Được không? Ok.
Rồi anh này có mấy? Một chữ số thập phân. Một chữ số thập phân thôi, đúng không? Thì mình cũng sẽ tìm cái kết quả có một chữ số thập phân. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 0. Hai ba bốn, 2340. Cái này nó bao nhiêu? 23,4. Cái này là 2,34. Như vậy đây sẽ là gì? 23,4, một chữ số, đúng không? Anh này mấy chữ số đây? 1, 2, 3 chữ số thập phân. Vậy thì khi thực hiện phép tính chia thì nó sẽ còn không? Còn không nhỉ? 1, 2, 3. Như vậy này sẽ là 0,56. Không phải 56 đúng không? 13104 này, các em chia cho 234. Đấy, vậy thì thằng này là mấy? Hai chữ số. Đúng rồi. Rồi, như vậy cái này chúng ta sẽ được là bao nhiêu? 0,056 nha, chứ không phải 0,56 nha. Đấy. Ok. Rồi, sang bài 5 đi. Viết số hoặc là số thập phân thích hợp vào cái ô trống này. Như vậy ở đây mình có này. Phần này thì chúng ta cứ thế chúng ta làm ra đâu? Ra giấy nháp thôi. Đúng là 1205. Các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 40. Như vậy mình sẽ được bao nhiêu nhỉ? Mình sẽ được bao nhiêu? À, 30,1225. Ok chưa? Rồi câu B này. Số bị chia, số chia thương. Chúng ta biết số bị chia, biết thương, vậy thì tìm số chia. Muốn tìm số chia thì các em sẽ lấy là gì? Số bị chia, chia cho cái gì? Chia cho thương. Thế thôi. Như vậy đây ta sẽ được là gì? 5. Ok chưa? Rồi câu C nào. Số bị chia, số chia. Giờ chúng mình tìm thương. Quá dễ đúng không? 302,8 chia cho 1,6. Như vậy mình sẽ được là 189,20, 25. Rồi tương tự anh này, 2,4 nhân với bao nhiêu thì bằng này? Thừa số 2,4, thừa số thứ hai chưa biết và tích ở đây. Như vậy để tìm cái thừa số này thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Tích của nó là 84,72 chia cho 2,4, 35,3. Khá giản đơn. Xong nhá. Rồi sang bài 6 đây. Thùng thứ nhất có 126,8 lít tương. Thùng thứ hai thì có lượng tương bằng một nửa của thùng thứ nhất. Hỏi trung bình mỗi thùng có bao nhiêu lít? Đấy, các em thấy này, thùng thứ hai thì có một nửa. Một nửa có nghĩa là gì? Chia cho hai, đúng không? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tính cái gì đây? Số lít tương ở cái thùng thứ mấy? Thùng thứ hai sẽ là, ok, các em sẽ lấy cái gì đây? Lấy số lít tương thùng thứ nhất 126,8 chia cho một nửa, tức là chia cho gì? Chia cho 2. Được không? Như vậy 126,8 chia cho 2 chúng mình sẽ được là 63,4 lít.
Rồi, vậy thì đến đây có thùng thứ nhất, có thùng thứ hai rồi thì chúng ta có tính được không? Mỗi thùng có bao nhiêu lít tương? Đấy, trung bình mỗi thùng. Trung bình mỗi thùng có số lít tương sẽ là, ok, như vậy mình sẽ lấy cái gì? Số lít tương của thùng thứ nhất 126,8 cộng cho số lít tương của thùng thứ hai 63,4, rồi được bao nhiêu? Chúng ta chia là chia cho mấy? Chia cho 2, đúng không nhỉ? Rồi, như vậy mình thực hiện cái này sẽ được tổng là 190,2. Các em chia cho 2 á, mình sẽ được là 95,1 lít. Ok, và đến đây chúng mình ghi đáp số 95,1 lít tương. Xong nhá. Sang bài 7 nào. Không thực hiện tính, hãy viết dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu bằng. Rồi, như vậy ở đây ta cho này, 335 chia 25, đây là 33,5 chia cho 2,5 này. Các em nhìn thấy đây này, đây là phần nguyên là 335, mà phần nguyên của anh này có bao nhiêu? 33,5 thôi. Như vậy thì kết quả của phép tính này sẽ lớn hơn. Đấy, mình chỉ cần nhìn phần nguyên thôi. Rồi tương tự đây cũng chia này. Ở đây phần nguyên là 10 này, phần nguyên đây là 105. Số chia là như nhau. Đấy. Vậy thì chắc chắn anh này sẽ có kết quả bé hơn. Ok. Đây phần nguyên là 90. Phần nguyên đây là 9, đều có số chia là 0,75. Vậy thì ai lớn hơn? Anh này lớn hơn đúng không? Qua từ từ. Đúng rồi. Ok. Rồi 2,96 chia 37. 2,96 chia 3,7. Đấy, như vậy hai anh này sẽ có kết quả là bằng nhau nha các em. Bằng nhau không? Như vậy thì cái anh này á sẽ có kết quả là gì? Lớn hơn á. Anh này sẽ là lớn hơn nhá. Ủa, không có dấu bằng nào à? Từ từ thầy kiểm tra lại xem nào. Anh này là 0,75, 0,75, 4,5, 4,5, 3,7, 3,7. À, đây 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 đây. Ông này chia cho 25, ông này chia có 2,5. Rồi, như vậy cái này mới là dấu bằng nè. Dấu bằng đây nhá. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì cái này là phần nguyên chia cho phần nguyên luôn. Anh này là gì? Phần nguyên là 33 chia cho phần nguyên, đây có 2 thôi. Đấy, nên là kết quả khoảng là mười mấy, đúng không? 30 chia 2 thì khoảng là 14, 15, 14. Ok. Rồi, bài 8 đi. Một cái người đi bộ trong 90 phút thì được 6,6 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu mét? À, bao nhiêu km nha? 6,6 km. Như vậy ở đây này, 90 phút này. Cái điều đầu tiên á, các em phải chú ý ở đây ta hỏi là hỏi cái gì? Hỏi giờ. Đúng không? 90 phút được 6,6 km. Thì bây giờ chúng ta cứ thực hiện cái gì đây? Mỗi một giờ đi được bao nhiêu km? Được không? Vậy thì đầu tiên á, các em sẽ đổi 90 phút này này. Thì có phải nó sẽ là bằng 1,5 giờ không? Là 60 cộng 30 đó. Đúng không? Vậy thì 1,5 giờ đi được 6,6 km. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính trong 1 giờ. Thì các em sẽ lấy là 1,5 chia cho 6,6. Được không? Được không nhỉ? À, cái này
Chúng ta không lấy 1,5 mà chia cho 6,6 được nhá. Người ta hỏi là quãng đường. Quãng, à xin lỗi. À đây là gì? 6,6. Thì muốn tính là gì? Cái thời gian á, thì chúng ta sẽ lấy là đây là 6,6. Chúng ta chia cho 1,5. Đấy, chúng mày lấy 1,5 chia cho 6,6 đúng nha các em. Rồi 6,6 mà chia cho 1,5 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Như vậy được bao nhiêu? 4,4 đúng không? 4,4 km. Đấy, ok. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái tuần số 10 này. Khá là đơn giản đúng không? Nói chung là mỗi một tuần thì chúng ta làm là 30 phút. Thầy vừa giảng vừa làm vừa nói. Rồi, hẹn gặp lại các em ở trong cái tuần số 11 nhá. Đừng quên là chia sẻ kênh và video thật là mạnh cho các bạn. Bye bye.